Sau Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục giới thiệu các bác một con rửa mát TR6. Con mã TR6 các bác nhé. Nói chung là từ TR3567. Mẫu mã giống hệt, nó chỉ khác nhau một năm sản xuất thôi, mỗi đời một năm sản xuất. Con này em để mã số 2 này. Hình thức thì còn khá là đẹp. Đầu hai đầu hồi trắng đẹp. Năm sản xuất 2013 các bác nhé. TR6. Máy rửa bát quay đi quay lại thì nó vẫn cứ như vậy thôi, cũng không có gì để quảng cáo nhiều, cho nên là clip em cũng làm ngắn gọn giới thiệu các bác những cái cơ bản. 2933 mã series máy TR6, năm sản xuất 2013. Còn cũng không quay dài nhiều bác cũng chẳng muốn xem. Chủ yếu là lên máy để báo giá. Đấy, báo giá thôi nhé. Hình thức đẹp. Hình thức thì nó cũng xem nhau thôi, con này răng chỉ khá đẹp. Mọi tính năng sấy, thời gian sấy, Konavi hẹn giờ, các chức năng đầy đủ nhé. Chiếc này bên em đang bán là 4.4 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.